Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Hà Mobile. Và như một số bạn đã biết thì từ bây giờ chúng ta sẽ có một chiếc ứng dụng chính thức mang tên là PC COVID để có thể là tích hợp và thay thế cho tất cả những cái ứng dụng phòng chống dịch COVID hiện nay ở trên smartphone. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem cách để cài đặt, sử dụng cũng như là điểm qua những cái tiện ích ở trong chiếc app chính thức này nhé. Và như đã nói ở trên thì cái ứng dụng PC COVID này sẽ là ứng dụng để có thể thay thế cho tất cả những cái ứng dụng mà trước đây mà Bộ Y tế cũng như là Bộ Thông tin Truyền thông đã triển khai, ví dụ như là Bluezone hay là nCoV, tờ khai y tế, vân vân, rất nhiều ứng dụng nhỏ lẻ khác. Thì mình thấy cái nâng cấp này rất là phù hợp cũng như là cần thiết, bởi vì thay vì như trước đây là chúng ta sẽ phải cài đặt cũng như là sử dụng nhiều những cái ứng dụng nhỏ lẻ khác nhau, thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng một ứng dụng thôi thì nó rất là dễ dàng cũng như là có thể tiện lợi hơn trong công việc thống nhất cũng như là quản lý thông tin. Và theo Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 thì ứng dụng PC COVID này sẽ có một số những cái tính năng chính là như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cấp quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, quét mã QR, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, phản ánh của người dân, thông tin tiêm vaccine, thông tin xét nghiệm, thẻ COVID-19, truy vết tiếp xúc gần và cũng như là bản đồ nguy cơ. Có nghĩa là nó đã có tổng hợp tất cả những cái tính năng cần thiết nhất ở nhiều ứng dụng khác nhau vào chỉ trong một ứng dụng này. Và với những dữ liệu bạn đã từng khai báo ở trong sổ sức khỏe điện tử thì sau khi sử dụng ứng dụng PC COVID nó cũng sẽ được tự động cập nhật vào trong PC COVID này. Tuy nhiên thì cái ứng dụng PC COVID này nó sẽ không thay thế cho cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, bởi vì sổ sức khỏe điện tử thì nó sẽ là một ứng dụng để giúp chúng ta thay thế cho sổ sức khỏe giấy như hồi xưa, và cái sổ sức khỏe này thì nó sẽ đi theo chúng ta cả đời liền, và cũng như là nó sẽ phục vụ công tác khám chữa bệnh đa dạng hơn chứ không chỉ là liên quan đến phòng chống dịch COVID này. Và sau một thời gian thử nghiệm cái bản demo ở trên website PC COVID thì hiện tại cái ứng dụng này nó đã được cập nhật chính thức cả ở trên CH Play cũng như là ở trên App Store. Và link tải ứng dụng này thì bọn mình sẽ để phía bên dưới, có hai link dành cho là iOS cũng như là dành cho Android. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng đi vào tải về và cũng như cài đặt cái ứng dụng này nhé. Đầu tiên ở đây thì mình sẽ vào trong App Store và tìm ứng dụng tên là PC COVID này. Đó, và như mọi người có thể thấy ở đây thì cái ứng dụng này nó được cập nhật lên từ Bluezone. Vì thế cho nên khi chúng ta tìm ra ứng dụng này thì nó sẽ có luôn nút ở đây là cập nhật. Và sau khi cập nhật xong thì chúng ta sẽ mở ứng dụng ra. Nó cũng giống như là Bluezone trước đây là chúng ta sẽ cần phải bật Bluetooth lên để có thể là sử dụng. Và như mọi người đã thấy đây là bởi vì trước đây mình đã dùng cái ứng dụng Bluezone rồi, cho nên là mình đã có thông tin sẵn ở trong này rồi. Và ở đây thì mặc dù là mình đã có cập nhật ở trên sổ sức khỏe điện tử là mình đã tiêm 2 mũi vaccine rồi, tuy nhiên thì bởi vì là mới cài đặt ứng dụng này nên có thể là nó sẽ chưa kịp cập nhật thông tin hết ở trên này. Như ở đây thì mình đã chưa có thể kịp cập nhật được thông tin về vaccine cũng như là thông tin xét nghiệm gì ở đây cả. Có thể là bởi vì nó là một ứng dụng mới được đưa ra chính thức bây giờ thôi, cho nên là mình nghĩ là sau một thời gian nữa thì có thể là ứng dụng này nó sẽ trở nên phổ biến hơn, thì nó sẽ được cập nhật nhiều hơn cũng như là chính xác hơn nữa. Vì thế cho nên là chúng ta sẽ cần phải chờ đợi thêm một thời gian ngắn nữa để xem là ứng dụng này nó sẽ được cập nhật như thế nào nhé. Còn mọi người thì mọi người đã cài đặt ứng dụng này hay chưa? Cũng như là mọi người có thắc mắc hay là chia sẻ gì về ứng dụng này thì mọi người hãy để lại ở phía bình luận bên dưới để chúng ta cùng có thể chia sẻ với nhau cũng như là tìm hiểu kỹ hơn và cùng nhau chống dịch tốt hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay cũng như là tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Hoàng Hà Mobile. Đừng quên để lại một like cũng như subscribe cho kênh YouTube Hoàng Hà Channel để có thể cập nhật được thông tin công nghệ nhanh chóng và chính xác nhất nhé.